Trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội Hưng Yên, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đã tổ chức truyền thông về kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh các trường trung học cơ sở và tiểu học xã Hạ Lễ, Đặng Lễ và Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Tại các buổi truyền thông, chuyên gia của Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao đổi để các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở Ân Thi nhận biết được thực trạng, các nguy cơ dẫn tới bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra là tác hại và ảnh hưởng của bạo lực học đường, xâm hại tình dục đến sức khỏe, tâm lý và quá trình học tập, trưởng thành của các em học sinh. Biện pháp để bản thân các em học sinh, nhà trường và gia đình phối hợp trong phòng tránh bạo lực học đường, các nguy cơ xâm hại tình dục và vấn đề sức khỏe sinh sản. Thông qua các buổi truyền thông giúp cho học sinh biết được nếu xảy ra bạo lực học đường, xâm hại tình dục thì các em có thể thông tin đến đường dây nóng 111, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em. Thông qua buổi truyền thông ngày hôm nay thì cháu đã tiếp nhận được những kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em, như là không sử dụng mạng Facebook và khi có người lạ tiếp cận thì sẽ không đi theo. Nếu như họ cứ cố ý tiếp cận thì cháu sẽ gọi đến đường dây nóng 111 ạ. Qua buổi truyền thông hôm nay cháu hiểu biết được rất nhiều điều về kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Ví dụ như nếu như có bạn rủ đi đánh bạn nào đó thì nên từ chối và báo với thầy cô giáo. Ngoài ra thì chưa đến tuổi chúng ta không nên dùng điện thoại hoặc mạng xã hội vì có thể gây ảnh đến học tập.